Cảm ơn quý vị đã giữ màn tần 57.3 của Vietnam America Television. Sau đây, Thái Bình sẽ gửi đến cho quý vị phần tin kinh tế. Kính thưa quý vị, CEO tài giỏi nhất của nước Mỹ năm 2012, ông Daniel Hetzi, điều hành của công ty Sprint từ năm 2007 và cuối cùng cũng cứu được công ty này sau hàng chuỗi thất bại. Ông không cải tổ hoạt động công ty mà lại tìm một nhà đầu tư mua phần lớn cổ phần tại đây. Đó là việc không hề dễ dàng khi hãng viễn thông lớn thứ ba của nước Mỹ đang kinh doanh rất bết bát. Hồi tháng 10, SoftBank ở Nhật Bản tuyên bố sẽ mua 70% cổ phần Sprint với giá 20,1 tỷ USD. CEO của SoftBank, ông Masayoshi Son, được kỳ vọng sẽ còn đầu tư mạnh để mở rộng hoạt động cho Sprint. Kết quả quý 3 của công ty Sprint là bằng chứng rõ ràng nhất cho công việc công ty này sẽ rất khó khăn nếu không có hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Doanh thu của hãng đã tăng 5% lên 8,8 tỷ USD, dù vẫn lỗ 767 triệu USD. Cổ phiếu của công ty Herbalife rất nặng. Cổ phiếu của công ty dược thảo Herbalife đã rất nhanh chóng. Thứ tư tuần qua, khi tổng giám đốc của dịch vụ tài chính Pershing Square, ông William Ackman, tiết lộ tư thế ngắn hạn đối với Herbalife và nói rằng ông tin tưởng công ty này dùng kế hoạch kim tự tháp. Chủ tịch và tổng giám đốc của Herbalife cho những chỉ trích này là không có thật. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mẫu kinh doanh của công ty này dẫn đến nghi vấn. Trong tháng 5 năm nay, một quản lý dịch vụ tài chính David Einhorn đã đặt câu hỏi về số sản phẩm Herbalife được bán cho những người không phải là đại lý. Cuộc tranh cãi chắc rằng sẽ tiếp tục, nhưng sự thật trong thứ tư là giá phiếu 37 đồng 34 cent của Herbalife đã xuống thành nửa giá từ 73 đồng trong tháng 4. Chiều thứ sáu, cổ phiếu Herbalife tiếp tục xuống dốc, chỉ còn trị giá 27 đồng 27 cent. Thưa quý vị, sau đây là phần tin thể thao. Tuyển Hoa Kỳ đá bại Trung Quốc trong cả hai trận. Trong 9 trận thi đấu của chương trình Fan Tribute Tour sau khi đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội London của năm 2012, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã không thua trận nào với thành tích 7 thắng và 2 hòa. Trong hai lần so tài mới đây với đội tuyển nữ Trung Quốc, các nữ cầu thủ của Mỹ đều thắng cả hai. Nữ tiền đạo khả ái của Mỹ Alex Morgan trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ, lập thành tích với 20 bàn thắng và 20 lần tạo đường truyền cho đồng đội ghi bàn trong năm nay, chỉ đứng sau Mia Hamm trong năm 1998. Và cũng chính Alex Morgan lần đầu tiên vào sân trong hiệp 2 từ băng ghế dự bị kể từ ngày 27 tháng Giêng của năm 2012 trong trận đấu với Costa Rica của vòng loại tại Thế vận hội khu vực CONCACAF diễn ra tại Vancouver, BC, Canada. Thủ môn Hope Solo của Hoa Kỳ là cầu thủ xuất sắc nhất đoạt giải Budweiser Woman of the Match trong trận đấu này. Lần thứ hai tái đấu với Trung Quốc diễn ra trên sân BBVA Compass Stadium tại Houston, Texas vào ngày thứ Tư 12 tháng 12 của năm nay. Đã trước sự chứng kiến của hơn 15.643 khán giả, một lần nữa đội tuyển nữ của Hoa Kỳ lại đè bẹp đối phương với tỷ số 4-0. Tên mới của đội bóng rổ New Orleans Hornets có 5 chọn lựa. Đội bóng rổ Hornets hay ong bắp cày sẽ đổi tên và tuy có báo cáo trước đây là đội NBA này, từ thành phố New Orleans sẽ trở thành đội Pelicans. NBA đã đăng ký đến 5 thương hiệu cho đội này, gồm những tên như Pelicans, Bồ Nông, Mosquitoes, Mũi, Bull Sharks, Cá Mập Bò, Swamp Dogs và Rougarou. Lạ nhất trong 5 tên này là Rougarou, một con thú trong truyện dân gian của tiểu bang Louisiana tương tự với ma sói. Còn Swamp Dogs, nghĩa đen là chó bùn, là tên gọi của những con cá sấu trong tiếng lóng của vùng địa phương. Vợ của chủ đội Tom là bà Gail Benson đã ngỏ ý muốn chọn màu xanh nước biển, đỏ và vàng để làm những màu mới của đội. Còn tên của đội thì dưới luật pháp hiện nay còn có 5 chọn lựa. Thưa quý vị, sau đây là phần tin nghệ thuật và giải trí. Trang mạng tải và xem phim nổi tiếng YouTube đã công bố những phim thịnh hành nhất trong năm 2012. Dựa không những trên số người coi mà còn bao gồm số người chia sẻ phim với bạn bè, số người tìm kiếm phim, số người hồi đáp phim, v.v. Và thưa quý vị, đầu tiên là Gangnam Style, phim YouTube đầu tiên được 1 tỷ người xem. Thưa quý vị, thì cái video clip của người đàn ông Hàn Quốc này là trong lịch sử là cái video clip mà coi nhiều người coi nhất, lên đến 1 tỷ người coi. Thì đây là một điều lạ và rất một phần nào rất tự hào cho người châu Á của chúng ta. Và thưa quý vị, video thứ hai là video Walk of Earth,
Một video gồm có 5 người và một guitar đã cover bài hát nổi tiếng của Gotye, Somebody I Used to Know. Và thưa quý vị, video thứ 3 là một phim tài liệu Kony năm 2012. Phim này rất đặc biệt tại vì dài đến 30 phút, nhưng mà trong một ngày thôi đã được 30 triệu người coi. Thưa quý vị, thì đây là một cái video clip rất nổi tiếng mà của một người người Mỹ, người da trắng. Một người da trắng đã đến những nước châu Phi để mà đòi hỏi quyền tự do và bảo vệ cho các trẻ em. Đúng như vậy. Và thưa quý vị, hơn 20 năm nay thì có một người lãnh đạo ở nước Uganda, ông đã bắt cóc những trẻ em. Bắt những trẻ em này tự giết bố mẹ của mình rồi trở thành quân đội của ông, mà đến ngày nay 20 mấy năm rồi cũng không có một nước tự do nào vào để mà ngăn chặn ông. Thưa quý vị, video thứ tư là một video cover do Justin Bieber, Selena Gomez và Calopena đã cover lại một bài hát rất dễ thương, đó là bài Call Me Maybe. Và thưa quý vị, thứ năm là Epic Rap Battles. Trong đoạn phim này thì hai người đóng kịch hài đã giả bộ làm Obama và Romney và đấu với nhau bằng nhạc rap. Và coi phim này thì còn thú vị hơn là coi chính Obama và Romney cãi nhau nữa. Young gays, let them teach you how to dress. You got the mama jeans and a Mr. Fantastic face. So rich and white, it's like I'm running against a cheesecake. Thưa quý vị, video thứ 6 là video được gọi là Dramatic Surprise, là một đoạn video quảng cáo của đài TNT. Thì trong cái video này thì tại một cái thị trấn nọ, thì nếu mà quý vị có coi của quảng cáo Mỹ thì quý vị thấy có cái nút gọi là Easy Button. Nếu mà mình gặp trường hợp khó khăn thì mình chỉ bấm nút Easy là được giải quyết. Còn trong cái thị trấn nhỏ này, nếu mà chuyện gì quá là buồn chán hoặc là có gì, họ muốn gì sôi động thì họ bấm vào nút Drama và không tiếp lên. Đúng như vậy. Và thứ bảy là một video rất lạ thưa quý vị, gọi là Why You Asking All Them Questions. Cuốn phim này cũng dùng nhạc rap và có người đóng hài là Emmanuel Hudson. Và trong phim này thì anh chàng này dùng nhạc rap để mà giải đáp những cái câu hỏi mà chúng ta có về những liên hệ giữa đàn ông và đàn bà, và tại sao đàn bà hay ghen, hay tại sao đàn ông khi thấy đàn bà ghen thì lại giận dữ. Và thưa quý vị, cái hay của video này là anh Emmanuel Hudson đóng cả hai vai người đàn ông và người đàn bà với hai cái mặt khác nhau, thật là tức cười. Thưa quý vị, video thứ 8 được gọi là video Lindsay Sterling Crystallize. Thì đây là một đoạn video biểu diễn violin. Đúng như vậy, violin của nghệ sĩ, nhưng mà cô thì đánh đài violin rất là theo loại cổ điển giống như Mozart vậy đó. Xong rồi sau đó thì trong cái nhạc thì họ có hòa hợp cô với điệu nhạc dubstep. Và điệu nhạc dubstep thì điệu nhạc mà có cái độ giật rất là mạnh, cho nên cả hai thứ hòa hợp với nhau thì thật là mới lạ. Và thứ 9 thưa quý vị là một video tự làm ở nhà, gọi là Facebook Parenting. Và đây là một đoạn video thật của một người cha lên Facebook và thấy được con gái của mình chửi bố mẹ. Nói rất là nhiều câu chửi thề, rồi nói là cô ở trong nhà thì phải dọn dẹp, phải làm đủ thứ như là nô lệ. Rồi cô chửi bố mẹ một cách mà rất là bất tôn kính. Nhưng mà không may cho cô là người cha của cô là một người IT, có nghĩa là một người chuyên về máy vi tính. Và tuy là cô đã không cho bố mẹ coi trang Facebook, nhưng ông đã vào được và đọc được. Sau đó ông nói là nếu con lên Facebook để mà chửi cha mẹ thì cha sẽ lên YouTube và cha sẽ làm cuốn phim này rồi bỏ lên trang Facebook của con. Và không những là vậy, ở cuối video thưa quý vị, ông lấy ra một khẩu súng và đã lấy laptop của cô và bắn nát hết. Oh wow. Xin quý vị nào hoặc là những em bé nào có Facebook thì nên cẩn thận. Nên cẩn thận. Mình nói những cái gì. Và thưa quý vị, video cuối cùng của năm nay đó là video Straddles Highlight. Thưa quý vị, thì trong năm nay Thái Bình và Tuyết Lê cũng có đưa về tin tức của một người nước Đức là ông Felix Baumgartner. Ông đang nhảy từ độ cao 39.000m trong một cái quả địa cầu và ông đã rơi tự do trong hơn 4 phút. Đúng như vậy. Thì đây là một video clip rất là ấn tượng và được nhiều người không những ái mộ mà còn là ngạc nhiên và cảm thấy không ngờ là con người của chúng ta có thể làm những điều kỳ diệu như vậy. Đúng như vậy. Và cuốn phim này thì được bảo trợ bởi công ty Red Bull Energy Drink. Nhưng mà thật là tức cười là tuy là Red Bull bỏ rất nhiều công phu làm ra cái phim này và trả tiền cho ông Felix Baumgartner nhảy xuống, nhưng mà video này chỉ là số 10 thôi. Còn một người cha ngồi ở trong vườn của mình và bắn một cái laptop, computer của con gái thì lại được số 9. Và thưa quý vị, sau đây là phần dự báo thời tiết cho cuối tuần này tại miền Nam Cali. Tại Garden Grove, thứ bảy và chủ nhật ban ngày sẽ khá lạnh ở 64 độ F, nhưng ít ra sẽ không có tiên đoán mưa. Thứ bảy và chủ nhật sẽ có những giai đoạn nắng rồi lại mây.
Ban đêm thời tiết sẽ đỡ lạnh lẽo hơn tuần qua ở 48 độ F trong đêm thứ Bảy và 52 độ F trong ngày Chủ nhật. Và đến thành phố San Diego, nhiệt độ trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật nằm ở trong phạm vi 62-63 độ F. Ban ngày sẽ có những làn mây xen kẽ với ít nắng. Ban đêm sẽ đỡ lạnh hơn quận Cam ở trong vòng 51 đến 55 độ F trong hai ngày cuối tuần. Và cuối cùng tại vùng Riverside, thứ Bảy sẽ nằm ở trong vòng 64 độ F và Chủ nhật 58 độ F. Cả hai ngày sẽ có mây và nắng xen lẫn. Đêm thứ Bảy sẽ gần rơi xuống điểm đông ở 35 độ F. Đêm Chủ nhật sẽ cao hơn một chút ở 44 độ F. Cả ba vùng quận Cam, San Diego và Riverside đều có cơ hội mưa nhẹ vào sáng thứ Hai tuần sau. Những ngày sau đó, cùng ngày Giáng sinh sẽ có nắng đẹp. Và thưa quý vị, đó là phần tin cuối tuần này Thế giới về ngày thực sự được biên soạn và thực hiện bởi Tuyết Lê và Thái Bình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một kỳ Giáng sinh thật là vui vẻ và ấm áp với gia đình. Yeah, happy holidays to quý vị. Và để chào quý vị thì Tuyết Lê và Thái Bình sẽ gửi đến cho quý vị đoạn phim YouTube Rewind năm 2012 gồm những ngôi sao của YouTube đến với nhau để mà làm ra cuốn phim này. Rewind YouTube style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. Gangnam Style.